Rồi, chào mừng các bạn trở lại kênh của mình nha. Bữa nay chúng ta sẽ đi giải một bài toán về kết hợp cùng một lúc giữa bài toán bài của bài toán cơ nhiệt và điện. Đây, cái bài toán này nó của một cái chi tiết của một trong một cái của trong một cái thiết bị máy máy móc của chúng ta thôi, của chúng ta thôi, nhưng mà cái này nó kết hợp, tức là khi mà chúng ta cho giờ cấp dòng điện cho nó, tức là hai cái bài toán này là chúng ta cấp một cái dòng điện 5V vô cho nó, cấp dòng điện 5V cho cái hai cái bản cực chữ nhật to to bên trái, là chúng ta sẽ cấp dòng điện 5V cho nó. Cái bản bên dưới là sẽ 0V và bản lên trên nó sẽ là 5V. Quan quan để từ từ tí chúng ta sẽ nói tiếp cái phần đó. Cái này là cái mình lót cái con tua, cái phân tích biến biến dạng của nó. Biến dạng của nó khi mà chúng ta tính toán xong thì chúng ta sẽ lót ra được cái hình biến dạng của nó. Thì cho lúc này khi mà cung cấp dòng điện cho hai cái cho hai cái bản cực bên bên trái, xong rồi chúng cho nó hai cái bản cực, đó là mỗi bản cực một cái nhiệt độ là 30 30, thì với cái vật liệu của nó là một cái vật liệu rất là đặc biệt. À, nó là vật liệu như là polymer hay gì ạ, thì là nó sẽ cái đầu bên bên phải là nó sẽ cong lên như vậy. Đó, cái này là lót chuyển vị, chuyển vị này, lót cái biến cái hoạt hình nha, cái biến biến dạng của nó. Cái này nó gọi là anime á, phi hoạt 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 ảnh hoạt cảnh của nó. Khi nó biến dạng thì nó sẽ thay đổi cái giá trị biến dạng nó trong trong cái vật vật liệu nó như vậy. Cái này chúng ta có thể áp dụng là một cái mô hình, chúng ta có thể vẽ một cái mô hình của một cái đầu rồng, xong rồi chúng ta làm áp dụng những cái này vô, thì chúng ta sẽ có một cái đầu rồng đắp lên đắp xuống. Nhưng mà tại hiện tại là mình chưa có vẽ được mô hình như vậy ha, là chúng ta khi nào chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ làm cái đó sau. Cái đó là chuyện mình vẽ vời. Đó, anime cái này là tạo cái hoạt hoạt ảnh, tạo cái chuyển động của cái biến biến dạng, deformate tức là biến dạng, result tức là kết quả biến dạng, thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái đoạn video mô phỏng biến dạng. Tức là màu 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 đỏ là sẽ biến dạng lớn nhất, còn những cái màu xanh còn lại là nó biến dạng ít hơn. Thì ngoài đầu cùng của chúng ta là nó sẽ biến dạng lớn nhất. Còn đầu tiên là chúng ta chọn cái view, nó ba view của nó là dạng 3D, hoặc là view view chúng ta chọn view nó mặt trước. Xong rồi chúng ta chọn hoạt ảnh, thì chúng ta mô phỏng biến dạng đó, thì nó sẽ nằm ngay ở vị trí cho chúng ta. Còn đây là cái lót cái phân tích mà địa thế có 5 màu đỏ tức là 5V, còn màu xanh tức là 0V. Chúng ta áp đặt cho nó một cái điện áp là 5V. Điện áp 5V vào hai cái hai ba với bản cực bên trái. Thì khi
dạy kết hợp luôn nha các bạn. Cái này là áp điện áp vào, xong rồi chúng ta áp điện áp nhiệt độ 30 độ vào. Mỗi một bản cực là chúng ta áp nhiệt độ là 30 độ vào cho chúng ta giải cùng một lúc luôn. Đó, nó hướng dẫn chúng ta sẽ là lót cái con tua, lót cái kết quả con tua. Cái phân bố này nó gọi là phân bố điện áp. Khi mà chúng ta áp điện áp vô và áp nhiệt vô. Còn cái hai cái bảng gương màu đỏ là chuẩn bị ban đầu của nó là bằng không, chúng ta sẽ giữ cố định hai cái bảng cực màu đỏ lại, thì chỉ có cái đầu cái lưỡi bên phải là nó chịu tác dụng của nhiệt điện thôi. Còn cơ ở đây tức là chúng ta sẽ áp đặt do hai cái bản cực màu đỏ là nó chuyển vị, nó không có xê dịch đi đâu, nó bị giữ cố định lại. Cái này là mình hướng dẫn cho các bạn chọn, nhưng mà pick tức là chúng ta sẽ chọn, còn unpick là chúng ta sẽ không có chọn. Chúng ta chọn như chúng ta chọn sai á, thì chúng ta sẽ chọn vô cái mục unpick, xong rồi chúng ta pick lại cái đó là chúng ta sẽ không chọn cái miếng sai đó. Không, chúng ta lỡ chọn sai thì chúng ta chọn vô unpick và chúng ta chọn lại cái miếng mà chúng ta chọn sai, thì nó sẽ bỏ chọn cái miếng cái mà chúng ta đã chọn. Cái này trong phần help nó hướng dẫn rồi, đây là cái phần mình show cho các bạn cái kết quả mà mình làm được thôi. Ở trong phần phần help của phần mềm thì nó đã hướng dẫn chúng ta làm hết rồi. À, những bài trước thì mình cũng đã nói hết rồi ha. Này là dot line. Dot line, chúng ta vẽ line để chúng ta chọn những cái line cho nó dễ. Chúng ta chọn chế độ hiển thị để chúng ta chọn, khi mà chúng ta chọn 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 đối tượng cho nó dễ. Đây là cái đồ thị chuẩn hội tụ, chuẩn hội tụ tuyệt đối, mức độ thể hiện cái mức độ hội tụ khi mà chúng ta giải bài toán. Mấy cái đồ thị này thì những cái bài trước thì chúng ta cũng đã làm rồi, cũng có rồi. Nó giải nó mỗi cái một đường là biểu đồ của nhiệt hoặc là của điện áp. Cái này là bài toán cơ điện nhỏ, tức là nó gọi là tiếng Anh nó gọi là micro electromechanical, micro cái này các bạn coi trong phần help. Đây là cái file 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 help, đây là cái file file help ở trong phần hướng dẫn của nó, hướng dẫn chúng ta làm. Lưu ý mà trước khi mà giải bài toán là chúng ta phải chọn lại tất cả mọi thứ rồi chúng ta mới chọn mới bắt đầu nhấn nút giải bài toán đây các bạn. Đó, phần select everything đó, thấy không?
Tại khi mà lô vừa nãy chúng ta chọn là chúng ta gắn cái điều kiện biên cho cái tấm đó là nó không có chuyện nó cố định đó. Một bán cực điện nó cố định đó, thì là chúng ta đã chọn cái đó rồi. Khi mà giải bài toán là chúng ta phải chọn tất cả chứ không phải chọn có mỗi bán cực màu chọn bán cực. Ở đây chúng ta lưu ý mình lưu ý với các bạn đây là cái vật liệu này là cái vật liệu đặc biệt. Ngày xưa ví dụ như chúng ta giải một bài toán các bạn nhìn nó bình thường, nhưng chúng ta giải bất kỳ bài toán nào mà dạng như cái dầm này là khi chúng ta chịu áp đặt nó lên là cái thanh kia là thanh bên phải là bao giờ nó cũng là nó có chiều hướng là cong xuống. Nhưng mà đối với cái vật liệu này với vật liệu này rồi với những áp điện áp rồi nhiệt độ ban đầu này thì với cái vật liệu mà nó vật liệu này là vật liệu đa đặc biệt cho các bạn chứ không phải vật liệu bình thường nha, chứ không phải vật liệu sắt bình thường nha. Vật liệu này là vật liệu poly gì đó mà bữa mình quên là các bạn coi trong file thì nó là một cái vật liệu polymer cái gì đó multi polymer. Các bạn để ý là lưu ý là khi mà chúng ta đọc giá trị kết quả thì chúng ta đọc cái bộ cuối nha, last set là cái bộ cuối đó. Read result tức là đọc kết quả. Các bạn coi để ý coi cái bài toán này trong cái file help đó là các bạn để ý đó là một cái vật liệu, đây vật liệu này là vật liệu đặc biệt nha chứ không phải vật liệu bình thường nha. Nó có thuộc tính vật liệu của bài toán này mình lưu ý các bạn nó là một bài cái thuộc tính vật liệu này đặc biệt chứ không phải là vật liệu bình thường nha. Với cái vật liệu đặc biệt như thế này và với các điều kiện chúng ta áp đặt những cái điện áp rồi nhiệt độ ban đầu như vậy á, thì nó mới 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 sinh ra cái biến dạng mà cong lên như vậy chứ không phải vật liệu nào chứ không phải vật liệu bình thường là không thể nào mà làm cho nó cong lên như vậy đâu nha các bạn. Chúng ta phải để ý cái ở bài toán này đặc biệt ở đó, đó. Chúng ta mình lưu ý các bạn là điều đó đó. Đó, cái này anh thấy cái màu xanh là cái giá trị nhiệt độ ban đầu là 30, các bạn thấy không? Đó. Đó, nhiệt độ ban đầu là 30 áp áp đặt lên hai cái tấm hai cái hình chữ nhật màu xanh bên trái đó. Thì kết hợp với cái điện áp mà chúng ta đặt vô hai cái bản cực đó thì khi mà áp đặt điện nhiệt vô cùng một lúc và hai cái tấm đó là được giữ cố định thì cái thanh bên phải thì nó sẽ cong lên khi mà chúng ta tác dụng đồng thời nhiệt nhiệt điện và chúng ta cơ cơ tức là chúng ta giữ cố định hai cái bản cực đó lại. Còn nhiệt tức là chúng ta áp đặt cái nhiệt độ 30 vào hai tấm bản cực đó. Điện tức là chúng ta sẽ áp đặt một điện áp 5V và hai cái bản cực đó, tức là bản cực ở dưới là 0V, bản cực ở trên là 5V. Chúng ta áp đặt cùng một lúc như vậy thì là hai cái bản cực nó giữ đứng đứng im. Chỉ có một cái thanh bên phải là nó sẽ cong lên thôi. Đối với mà các bạn chú ý là chỉ đối với cái thuộc tính vật liệu mà chúng ta đã cho nó ban đầu á thì chỉ đối với cái vật liệu này với cái điều kiện nhiệt nhiệt điện cơ mà chúng ta áp đặt ban đầu thì nó mới cong lên thôi nha, còn những vật liệu khác thì nó sẽ không không được được như vậy nữa nha, các bạn để ý như vậy. Cái này nó rất hay, khi nào mà mình có một cái mô hình giống như cái đầu rồng á, đầu rồng kết hợp với cái mình rồng á là mình sẽ làm cho các bạn cái mô hình gọi là cái đầu rồng nó cong lên như vậy. Đây là cái phần tử mà chúng ta đã dùng để giải bài toán. Cái phần tử này là một cái gọi là lục giác nha, nó có cái ba ba mặt là hai ba bốn bốn mặt đều là tam giác nhưng mà tam giác cong nha các bạn. Cái này để là mà phần tử này là chúng ta sẽ chia nguyên cái chi tiết của chúng ta làm nhiều cái lục giác như vậy.
Tí nữa mình sẽ show, mình sẽ hiện cho các bạn coi cái nó sẽ chia cái mẫu của cái chi tiết của chúng ta thành nhiều cái phần tử lục giác như vậy. Thế chia 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 cái chi tiết của chúng ta thành nhiều và nó đối với giải cái những cái bài toán như vậy là nó sẽ bài toán nào cũng vậy, các bạn để ý là bài toán nào nó cũng chia cái phần chi tiết của chúng ta ra ra theo một cái phần tử nhất định. Và tại đây là cái chi tiết 3D thì nó sẽ dùng những cái phần tử nhỏ là 3D, còn chi tiết 2D thì nó sẽ dùng những phần tử là nhận 2D, phần tử 2D là tam giác 2D thôi. Để loại phần tử nè. Đây, định nghĩa thuộc tính vật liệu này là các bạn thấy để ý nó chúng ta áp dụng vô nó. Chúng ta áp đặt những thuộc tính vật liệu rồi chúng ta áp đặt lực vô. Lực tức là những yếu tố bên ngoài tác dụng vô cái chi tiết của chúng ta, đó là gì? Đó là nhiệt, đó là nhiệt, là điện. Cơ cơ tức là mang tính chất là chuyển vị các bạn. Cơ tức là chuyển vị, từ hai bằng cực được gắn bằng không đó, các bạn thấy làm cho lót. Chúng ta vô menu tiện ích, chúng ta lót element phần tử thì nó sẽ thể hiện cho nó sẽ vẽ cho chúng ta. Đây là cái chi tiết của chúng ta được chia thành rất nhiều, được chia ra làm rất nhiều, được ghép và bởi rất nhiều cái phần tử lục giác, phải không? Nên là mình zoom phóng to lên cho các bạn coi đó, phải không? Đó là cái chi tiết của chúng ta là một cái vật thể 3D đàng hoàng, nó chỉ mỏng 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 thôi. Nhưng mà nó ở đây nó dùng phần tử lục giác, các bạn thấy không? Như cái phần tử lục giác vừa nãy mình đã nói các bạn đó, nó là phần tử lục giác. Nó có ba mặt là tam giác, các bạn hiểu không? Đó, thấy không? Nó là những cái phần tử lục giác nó ghép lại thành một cái khối như chúng ta như vậy để nó chia ra. Đối với những bài toán này thì nó dùng cái phương pháp chia phần tử ra. Nó giải thì sẽ nó sẽ giải ra những lời giải cho những giá trị ở từng 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 nút. Nút ở đây là những cái góc của cái lục giác. Ở đây phần tử này nó còn có những cái nút ở ngay giữa cạnh của lục giác nữa các bạn. Không. Giữa những cái cạnh đó nó cũng có cái giá trị nút và cũng 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 có cái nút, và nút đó nó cũng có cái giá trị biến mà chúng ta cần. Tức là nó ở đó nó cũng nút đó nó cũng có cái giá trị nhiệt độ hay là điện áp hay là chuyển vị. Tức là nốt đó nó có ba cái giá trị biến mà chúng ta cần. Tức một nốt đó là có nó sẽ khi mình giải bài toán ra thì cái nốt đó nó sẽ cho ta cái nghiệm mà là chuyển vị nè. Nốt đó sẽ chuyển vị và nhiệt độ tại nốt đó, điện áp tại nốt đó và chuyển vị tại nốt cái nốt đó luôn. Cái phần tử của chúng ta là phần tử lục giác. Lục giác là nó có tất cả là 3 4 4 nút. 4 4 4 3 là 7 nút, 7 nút. 7 3 7 3 đó là 10 10 nút. Tất cả phần tử lục giác của chúng ta tất cả là 10 nút nha các bạn. Một phần tử lục giác này của chúng ta, phần tử chúng ta sử dụng cho bài toán này là 10 nút, thì cái 10 nút đó là nó mỗi nút đó nó có một mỗi nút đó là nó có 3 3 3 biến. Mỗi nút đó nó có ba biến, tức là biến là chuyển vị, là nhiệt độ và điện áp. Mỗi phần tử chúng ta là có ba ba nút, và mỗi nút của chúng ta là có ba biến để cần tìm. Tức là mỗi nút của chúng ta là có ba biến, tức là biến chuyển vị, biến
nhiệt độ và biến điện áp. Tức là mỗi nút cho mỗi nút ở trong cái phần tử đó là chúng ta có thể tìm được giá trị chuyển vị tại cái nút đó, điện áp tại nút đó và nhiệt độ tại nút đó. Đó, mục đích của chúng ta là chúng ta đi giải bài toán, tức là thì mỗi nút ở đó là tức là nó sẽ có giá trị chuyển vị nhiệt độ điện áp tại cái nút đó. Mà chúng ta nguyên cái chi tiết chúng ta được chia ra làm nhiều phần tử lục giác như vậy. Nhiều phần tử lục giác, mỗi phần tử của chúng ta là có 10 nút. Đây là chúng ta lót kết quả điện áp này ha. Đó các bạn ha, màu đỏ là 5V, màu xanh là 0V ha. Chúng ta lót ra mà chúng ta lót ra mà chúng ta kiểm chứng lại như cái ban đầu là ok. Chuyển vị. Lót chuyển vị. Đây, chuyển vị theo phương y nha các bạn. Nó có 3 phương nhưng mà chỉ có chuyển vị theo phương y thôi, phương x, phương z là nó không có chuyển vị. Đây là lót tổng tổng dòng điện và dòng nhiệt. Này tổng tổng dòng dòng điện và dòng 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 nhiệt. Chúng ta lót ra. Và chúng ta so sánh lại cái kết quả với đó là 8.07. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh nha, hẹn gặp lại các bạn.